kinh diệu pháp liên hoa phẩm quán thế âm bồ tát phổ môn thứ 25 lúc bấy giờ ngài vô tận ý bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trình áo bày vai hữu chấp tay hướng phật mà bạch rằng thế tôn ngài quán thế âm bồ tát do nhân duyên gì mà tên là quán thế âm phật bảo ngài vô tận ý bồ tát tiền nam tử nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chiều cán khổ nào nghe quán thế âm bồ tát này một lòng xưng danh quán thế âm bồ tát từng thời xem xét tiếng tâm kia đều đường dài thoát nếu có người trì danh hiệu quán thế âm bồ tát này dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy được vì do chứng oai thần của bồ tát này được như vậy nếu bị nước lớn làm trôi xưng danh hiệu bồ tát này liền đứng đến chỗ càng nếu có trăm nghìn muôn ứng chúng sinh vì tìm vàng bạc lưu ly xa cư mà nào sám hô hổ phanh chân cho cảnh thứ mau vào trong biển lớn và sự gió lớn thổi ghê thuyền của kia trôi tắp nơi nước quỷ la sang trong ấy nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát thời các người đó đều được thoát khỏi nạn quỷ la sát do những duyên đó mà tên là quán thế âm nếu lại có người xâm sẽ bị hại xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát thời giao gầy của người cầm liền gãy từng khúc người ấy được thoát khỏi nếu quỷ giả xoa cùng la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đem hại người nghe người xưng hiệu quán thế âm bồ tát thời các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắng dữ mà nhìn người hôn lại làm hại được dầu lại có người hoặc có tội hoặc không tội công cùm xiềng xin trôi buồn nơi thân xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát thấy đều đứng giả liền đứng thoáng khỏi nếu kẻ oán tâm đầy trong cõi tam thiên đại thiên có một vị thương chủ chấm các người buông đem theo nhiều của báo trải qua nơi đường nguy hiểm chờ trong đó có một người xướng rằng các thiền nam tử chớ nên sợ sệt các ông nên phải mong lòng xưng danh hiệu quán thế âm bồ tát vì bồ tát đó hay đem pháp vô ý thi cho chúng sinh các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ được qua khỏi oán tạm này các người buông nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng nam mô quán thế âm bồ tát vì xưng danh hiệu bồ tát nên liền đường thoáng khỏi vô tận ý quán thế âm bồ tát xưng oai thần cao lớn như thế nếu có chúng sinh nào nhiều lòng dâm dung thường cung kính niệm quán thế âm bồ tát liền tưởng ly dục
kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liên đường lìa lòng dẫn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền đường lìa ngu si. Vô tăng ý Quan Thế Âm Bồ Tát có những chân oai thần lớn nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sinh thường phải một lòng tưởng nhớ. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai lễ lại cúng dường, Quan Thế Âm Bồ Tát liền xin con trai phúc đức trí tuệ. Giả sử muốn cầu con gái bèn xin con gái có tướng xinh đẹp trương đá trong gốc phúc đức mọi người đều kính mến. Vô tăng ý Quan Thế Âm Bồ Tát có chức thần như thế, nếu có chúng sinh cùng kính lễ lại Quan Thế Âm Bồ Tát thời quân đứng chẳng luôn mất, cho nên chúng sinh đều phải tụ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Vô tăng ý nếu có người tụ trì danh từ của 62 ân hằng hà sa Bồ Tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục giường nằm thốn thang y ông nghĩ sao. Công đức của người thiện nam tử thiện nữ nhân đó có nhiều chẳng vô tận ý thưa bạch Thế Tôn, rất nhiều Phật nói nếu lại có người tụ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát dẫn đến môn thời lễ lại cúng dường. Thời cúng của hai người đó bằng không khác trong trăm nghìn muôn ức kiếp, không thể cùng tận vô tận ý thụ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phúc đức lợi ích như thế. Ngài Vô Tăng Ý Bồ Tát bằng phần rằng Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi ta bà như thế nào, chức phương tiện việc đó thế nào, Phật bảo Vô Tăng Ý Bồ Tát thiện nam tử. Nếu có chúng sinh trong quần độ nào đáng dùng thân phận được độ thoát thai, Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân duyên dáng đường độ thoát. Liền niệm thân duyên giác mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân thanh văn đường độ thoát. Liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân phạm vương đường độ thoát. Liền hiện thân phạm vương mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân đế thích đường độ thoát. Liền hiện thân đế thích mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân tự tại thiên đường độ thoát. Liền hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân đại tự tại thiên đường độ thoát. Liền hiện thân đại tự tại thiên mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân thiên đại tướng quân đường độ thoát. Liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân tỳ sa môn được độ thoát. Liền hiện thân tỳ sa môn mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân tiểu
người đang dùng thân cư trì được độ thoát. Liền hiện thân cư trì mà vì đó nói pháp, người đang dùng thân tế quan được độ thoát. Liền hiện thân tế quan mà vì đó nói pháp, người đang dùng thân bà la môn được độ thoát. Liền hiện thân bà la môn mà vì đó nói pháp, người đang dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di đường độ thoát. Liền hiện thân tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di mà vì đó nói pháp, người đang dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ tế quan bà la môn đường độ thoát. Liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp, người đang dùng thân đồng nam đồng nữ đường độ thoát. Liền hiện thân đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp, người đang dùng thân trời rồng giả xoa cảm thán bà tu la ca lâu la cẩn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân đường đó thoáng. Liền đều hiện ra mà vì đó nói pháp, người đang dùng thân chấm kim cang thần đường độ thoát. Liền hiện chấm kim cang thần mà vì đó nói pháp, vô tận ý quán thế âm bồ tát đó thành tựu không đứng như thế. Dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoa chúng sinh, cho nên các ông phải một lòng cúng dường quán thế âm bồ tát. Quán thế âm đại bồ tát đó ở trong chỗ nạn gấp sơ trên hay ban trừ vô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị trí vô ý. Vô tăng ý bồ tát mạnh phần thế tôn, con nay phải cúng dường quán thế âm bồ tát. Liền mở chuỗi ngọc bằng sáng châu báu nơi cổ giá trị trăm nghìn lạng vàng, đem trao cho ngài quán thế âm mà nói rằng: xin ngài nhận chuỗi chân bảo pháp thi này. Khi ấy quán thế âm bồ tát chẳng chịu nhận chuỗi, ngài vô tận ý lại thưa cùng quán thế âm bồ tát rằng: xin ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bây giờ Phật bảo quán thế âm bồ tát, ông nên thương vô tận ý bồ tát này và hàng tư chúng cùng trời rồng giả xoa càng thắng bằng a tu la ca lâu la cẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân. Mà nhận chuỗi ngọc đó sinh thời quan thế âm bồ tát hương hàng tư chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân. Mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần, một phần dân đứng thính ca mâu ni phật, một phần dân tháp của phật đa bảo vô tận ý quán thế âm bồ tát có chứng thân tự tại như thế. Dạo đi nơi cõi ta bà lung đó, ngài vô tận ý bồ tát nói kệ hỏi phật rằng: thế tôn đủ tướng tốt, con nay lại hỏi kia phật tư nhân duyên gì tên là quán thế âm.
chân ý bà hầu nhiều nghìn đấng Phật phá nguyện thanh tịnh lớn. Ta vì ông lượng nói nghe tên cùng thấy thân tâm niệm chẳng luôn qua hay gì khổ ca coi già chữ sinh lòng hại cho sớm hầm lửa lớn do chúng niệm quán âm hầm lửa biến thành ao hoàng trôi và biển lớn ca nàng quỷ cá rồng do chúng niệm quán âm sông mồi chẳng tìm được quần ở cho cô di bị người xô rớt xuống do sức niệm quán âm như mập nhật treo không hoàng bị người giữ được rớt xuống núi kim cang do sức niệm quán âm chẳng tổn đến mảy long hoàng gặp oán tầm quay đeo cầm dao làm hại do sức niệm quán âm đều liền chính lòng lành hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình sắm chết do sức niệm quán âm dao liền gãy từng đoàn hoặc tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cùm do sức niệm quán âm sao ra đường chạy thoa nguyên rủa các thuốc độc muôn hại đến thân đó do chứng niệm quán âm trở hại nơi bốn nhân hoặc gặp la sáng giữ đồng độc các loài quỷ do chứng niệm quán âm liền đều không dám hại hoặc thú dữ vây quanh nên vốn nhọn đáng sợ do chức niệm quán âm vội vàng bỏ chạy thẳng rắn độc cùng bò cà mới đồng khói lửa đốt do chức niệm quán âm theo tiếng từ bỏ đi mây sấm nổ xét đánh tuồng giá thôi mưa lớn do chứng niệm quán âm liền được tiêu tan cả chúng sinh bị khổ ánh vô lượng khổ bức thân quán âm từng trí diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ sức thần thông rộng tu trí phương tiện ca cõi nước mười phương không cõi nào chẳng hiện các loài trong đường dữ địa ngục quỷ chúng sinh sinh già bệnh chết khổ lần đều khiến dứt hết chân quán thanh tịnh quán trí tuệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thường nguyện thường chiêm ngưỡng sáng thân tình không nhớ tuệ nhầm pha cám tối hay phục tai khói lửa cắm soi sáng thế gian lòng bi răng như sấm ý từ diệu đường mây trôi mưa pháp cam lồ chứng chờ lửa phiền não cải kiện qua chỗ quan trong quân trận chờ sệt do chứng niệm quán âm từ quán đều lui tan diệu âm quán thế âm phạm âm hải diệu âm tiếng hơn thế gian tiên cho nên thường phải niệm niệm chớ xin nghi quán âm bằng tịnh thanh nơi khổ nào nàng chết hay vì làm nương cày đủ tất cả công đức mắng lành trong chúng sinh biển phúc lớn không lường cho nên phải đảnh lễ bây giờ ngài thì địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật bạch rằng Thế Tôn nếu có chúng sinh nào nghe phẩm quan Thế Âm Bồ Tát đạo kiện từ tài khổ môn thì hiền chứng thần thông này thời phải biết công đức người đó chẳng
chẳng in lúng Phật nói phẩm phổ môn này. Trong chúng có tám muôn bổn hiền chúng sinh đều phá tâm vô đẳng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Đà La Ni thứ 26. Lúc bấy giờ Ngài Dương Vương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trên áo bày vai hữu chấp tay hướng Phật mà bằng phần rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân hay thù thì được kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, được bao nhiêu cũng đứng phần bao ngày vừa phương. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân cũng vàng 800 muôn ứng na do tha hằng hà sa can đứng phần, ý ông nghĩ sao? Người đó đưa cũng đứng có nhiều chẳng thưa Thế Tôn, rất nhiều Phật nói nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân ở nơi kinh này có thể thụ trì nhân đến một bài kệ bốn câu, đồng tùng dạy nghĩa đúng như lời mà tu hành thời công đức rất nhiều. Lúc đó Ngài vừa phương Bồ Tát bằng Phật rằng: Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói kinh Pháp Hoa Chú Đà La Ni để giữ gìn đón. Liền nói Chú rằng: An Di Mà Nhĩ Ma Nệ Ma Ma Nệ Chỉ Lệ Già Lệ Đệ Sa Mê Sa Lý Đa Vị Chiên Đế Mục Đế Mục Đa Lý Ta Lý A Vị Ta Lý Tăng Lý Ta Lý Xoa Về A Xoa Về A Kỳ Nhị Chiên Đế Sa Lý A Đà La Ni A Lư Già Bà Ta Kỳ Đa Tề Xoa Dì Nệ Tỳ Thế A Tiện Đa La Nệ Lý Thế A Đàn Giá Ba Lệ Thâu Địa Âu Cứu Lệ Mâu Cứu Lệ A La Lệ Ba La Lệ Thủ Ca Sai A Tam Ma Tam Lý Phật Đà Trì Kiến Lời Diệt Bê Đạt Ma Ba Lời Sai Đế Tăng Già Niết Phù Sa Đề Bà Sa Bà Sa Thâu Địa Mạng Đa La Mạng Đa La Sa Già Đa Bưu Lâu Đa Bưu Lâu Đa Kiêu Sa Lược Ác Sa La Ác Sa Già Đa Già Bà Lư A Ma Già Na Đa Già. Thế Tôn, thần Chú Đà La Ni này là của 62 ân hằng hà sa can đức Phật nói, nếu có người xâm hủy vị pháp sư này thời là xâm hủy can đức Phật rồi. Lúc đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen vừa vương Bồ Tát rằng: hay thay dưỡng vương lòng thương xót muốn ủng hộ vị pháp sư đó nên nói Chú Đà La Ni này được nhiều lời in ở nơi các chúng sinh. Lúc bây giờ Ngài Dũng Thi Bồ Tát bằng phần rằng: Thế Tôn, con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thù thì kinh Pháp Hoa mà
Cứu Đà La Ni. Nếu vì pháp sư đó được chú Đà La Ni này hoặc giả qua là sáng hoặc phú đơn na hoặc cán giá hoặc cư bàn trà hoặc ngạ quỷ vân vân, xin tìm chỗ vợ của pháp sư không thể được tìm lời liền ở chư phật mà nói chú rằng toa lệ ma toa lệ úc chỉ mục chỉ a lệ a la bà đệ niết lệ đệ niết lệ đa bà đệ y trí ni vi trí ni chỉ trí ni niết lệ trì ni niết lệ trì bà đệ thế tôn thân chú đà la ni này của hằng hà sa can đức phật nói cũng đều tùy hỷ. Nếu có người xâm hủy vị pháp chư này thời là xâm hủy các đinh phần đó rồi, bây giờ thì xa môn thiên vương vì trời hộ đời bạch phật rằng thế tôn con cũng vì thương tưởng chúng sinh ủng hộ vị pháp chư đó mà nói Đà La Ni này em nói chú rằng a lê na lê nâu na lê a na lư na lý câu na lý thế tôn dùng thần chú này ủng hộ pháp sư con cũng từ phải ủng hộ người trì kinh này làm cho trong quảng tâm do tuần không có căn điều tai hoạn. Bây giờ thì quân thiên vương ở trong hồi này cùng với nghìn muôn ứng na do tha chúng càng tháng bà cung kính vây quanh đến trước chỗ phần chấm tay bành phần rằng thế tôn con cũng dùng thần chú Đà La Ni ủng hộ người trì kinh pháp hoa. Liền nói chú rằng a già nệ già nệ phù lời càng đà lời chiên đà lời ma đăng kỳ thượng cầu lời phù lâu xa ni án đề thế tôn thần chú Đà La Ni này là của 42 ưng can đức phật nói nếu có người xâm hủy vì pháp sư này thời là xâm hủy can đức phật đó rồi. Bây giờ có những la sát nữ một tên lam bà hai tên tỳ lam bà ba tên cúc tỳ bốn tên hoa sĩ năm tên hằng sĩ sáu tên đa pháp bảy tên vô yếm túc tám tên trì anh là chín tên cao đế mười tên đoạn nhân thuyết chúng sinh tình thi mười vị la sang nữ đó cùng với quý tử mẫu con và quyến thuộc đều đến chỗ phòng đồng tiên bánh phân rằng thế tôn chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thủ trì kinh pháp hoa trừ trừ khổ hoạn cho người đó. Nếu có kẻ rình tìm chỗ vợ của pháp sư thời làm cho chẳng được tiện lời liền ở trước phật mà nói chú rằng y đề lý y đề dẫn y đề lý a đề lý y đề lý nê lý nê lý nê lý nê lý nê lý lâu hê lâu hê lâu hê lâu hê đa hê đa hê đa hê đâu hê đâu hê thà trèo lên đầu chúng con
Tỳ Đà La. Hoằng Kiền Đà Hoặc Ô Ma Lăng Đà Hoặc A Bạn Ma La Hoặc Già Xoa Cán Giá Hoặc Nhân Cán Giá Hoặc Thủy Làm Bên Nông Hoặc Một Ngày Hoặc Hai Ngày Hoặc Ba Ngày Hoặc Bốn Ngày Hoặc Đến Bảy Ngày Hoặc Làm Bên Nông Luôn Hoặc Hình Trai Hoặc Hình Gái Hoặc Hình Đồng Nam Hoặc Hình Đồng Nữ Nhận Đến Trong Chim Bao Cùng Lại Chớ Não Hài Liền Ở Nơi Chưa Hoặc Mà Nói Kệ Rằng Nếu Chẳng Thuận Chú Ta Não Loạn Người Nói Pháp Đầu Vỡ Làm Bảy Hoặc Như Nhánh Cây A Lê Như Tội Chiếm Cha Mẹ Cũng Như Hỏa Ép Dầu Cân lương khi dối người tội đều đã phá tăng kẻ phạm pháp sư đây sẽ mắng họa như thế những la sát nữ nói kẻ đó rồi bạch Phật rằng Thế Tôn chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ. Người tu trì đọc tụng tu hành kinh này làm cho được an ổn lìa các trừ khổ hoạn tiêu các quốc đồng phẩm bảo các la sáng nữ hay thay hay thay. Các người chỉ có thể ủng hộ người tu trì tên kinh pháp hoa cũng chẳng thể lường được rồi huống là ủng hộ người tu trì toàn bộ cúng dường nguyện kinh hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đốt phan lòng kỳ nhà thăm các thứ đèn đèn nến đèn dầu can thứ đèn dầu thơm đèn dầu hoa tô na ma đèn dầu hoa chim bằng đèn dầu hoa bà thứ ca đèn dầu hoa ưu bán la nghìn trăm thứ cúng dường như thế cao để các người cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ những pháp sư như thế lúc nói Phật Đà La Ni này có sáu muôn tam nghìn người được vô sinh pháp nhận. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự Thứ 27 lúc bấy giờ Phật vào hàng đại chúng rằng về thuở xưa cánh đây vô lượng vô biên bất khả tư nghị a tăng kỳ kim có đấng Phật hiểu là vâng lối âm tu vương hoa trí như lai ứng cung chinh biến trì nương đó tên quang minh trang nghiêm kiếm tên hỷ kiên trong pháp hội của Phật đó có vị vua tên diệu trang nghiêm vô nhầm của vua tên tịnh đức có hai người con một tên tịnh tạng hai tên tịnh nhãn hai người con đó có thân thần tông lớn phung đứng trí tuệ từ lâu tu tâm đạo hành của bồ tát nhưng là thí ba la mật giới ba la mật nhận ba la mật tinh biến ba la mật thuyền ba la mật trí tuệ ba la mật phương tiện ba la mật từ bi hỷ xa nhận đến 37 phẩm chờ đạo pháp thầy đều rằng để suốt thâu
tịnh chiếu minh tam muội trường trang nghiêm tam muội đại uy đứng tam tam muội ở nơi các môn tam muội này cũng đều thấu xuống lúc đó đấng phật kia vì muốn dẫn dắt vua diệu trang nghiêm cùng thương tướng hàng chúng trinh nên nói kinh pháp hoa này bây giờ tình tàng tình nhãn hai người con đến chỗ của mẹ chấp tay thưa mẹ rằng mong mẹ đến nơi chỗ đấng phật vẫn lôi âm tu vương hoa trí chúng con cùng sẽ theo hầu gần gũi cúng dường lễ lạy. Vì sao vì đấng phật đó ở trong tất cả chúng trời người mà nói kinh pháp hoa nên phải nghe và tin nhận. Mẹ bảo con rằng cha con tin theo ngoài đạo rất ham pháp bà la môn. Cha con nên qua thưa với cha để cùng nhau đồng đi tình tạng tình nhãn chấm tay thưa mẹ chúng con là pháp vương tử mà lại sinh vào nhà tà kiến này. Mẹ bảo con rằng các con nên thương tưởng cha các con mà vì đó hiển phép thần thông biến hóa nếu cha con được thấy lòng ắt thanh tình hoặc là chịu cho chúng ta qua đến chỗ Phật. Lúc ấy hai người con thương cha nên bay lên hư không cao bằng bảy cây đa la hiện các món thần biến ở trong hư không đi đứng ngồi nằm trên thân ra nước dưới thân ra lửa dưới thân ra nước trên thân ra lửa hoàng hiện thân lớn đầy trong hư không rồi lại hiện nhỏ nhỏ lại hiện lớn ở trong hư không ẩn mẫn bỗng nhiên hiện trên đấng vào đấng dư vào nước đi trên nước như đi trên đấng hiện các món thần biến như thế làm cho vua cha lòng thanh tình tin hiểu bây giờ cha thấy con có chức thần như thế lòng rất vui mừng được chưa từng con chấm tay hướng về phía con mà nói rằng thầy các con là ai con là đệ tử của ai hai người con thưa rằng đại vương đức vân lôi âm tu vương hoa trí phật kia nay đương ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề bằng bảy bao ở trong tất cả chúng trời người thế gian rộng nói kinh pháp hoa đó là thầy chúng con là đệ tử cha nói với con rằng ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con nên cùng nhau đồng đi khi đó hai người con từ trong hư không xuống đến chỗ của mẹ chấp tay thưa mẹ rằng phụ vương nay đã tin hiểu có thể khám phá được tâm vô thường chính đẳng chính giác. Chúng con đã vì cha làm phần sự rồi mong mẹ bằng lòng cho chúng con ở nơi chỗ đứng phần kia mà xuất gia tu hành phần đạo. Lúc đó hai người con muốn tiên lại ý mình mà
theo Phật học như hoa ưu đàm bán, gặp Phật lại khó hơn cõi gian nan, cũng có mong cho con xuất gia. Mẹ liền bảo con rằng cho các con xuất gia, vì sao? Vì Phật khó gặp vậy. Bây giờ hai người con thưa cha mẹ rằng lành thay cha mẹ, xin liền qua đến chỗ Đức Vân Lôi Âm Tu Vương Hoa Trí Phật để gần gũi cúng dường. Vì sao? Vì Phật khó gặp được như hoa linh, thoại như lùa một mắt gặp bóng cây nổi, mà chúng ta do cúng đời trước sâu dày. Xin đời này gặp Phật pháp, xin cha mẹ nên cho chúng con được xuất gia. Vì sao? Vì các đức Phật khó gặp được, thời kỳ gặp Phật cũng khó có, lúc đó nơi hầu cung của vua Diệu Trang Nghiêm có tám muôn bốn nghìn người thầy, đều có thể tham thủ trì kinh pháp hoa này. Tình nhãn Bồ Tát từ lâu đã thông đạt nơi pháp hoa tam muội, tình tạng Bồ Tát đã từ vô lượng. Trăm nghìn muôn ứng kim thông đà môn ly chư ác thu tam muội, vì muốn làm cho tất cả chúng sinh lìa các đường dữ vậy. Phu nhân của vua được môn chư Phật tâm tam muội, hay biết được phản pháp bí mật của các đức Phật. Hai người con dùng chứng phương tiện kéo hóa độ của cha như thế, khiến cho lòng cha tin hiểu ưa mến Phật pháp. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng chung với quần thần quyến thuộc vĩnh đức phu nhân, cùng chung với thể nữ quyến thuộc nơi hậu cung. Hai người con của vua cùng chung với bốn muôn hai nghìn người đồng một lúc đi qua chỗ Phật đến, rồi đầu mặt lại chân Phật đi quanh Phật ba vòng, rồi đứng qua một phiên. Lúc đó đứng Phật kia vì vua nói pháp chỉ dạy làm cho được lợi ích vui mừng, vua rất vui đẹp. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi chân châu giá trị trăm nghìn đeo nơi cổ để rải trên đức Phật. Chuỗi đó ở giữa không hóa thành đại báo bốn trụ, trong đại có dường báo lớn trải trăm nghìn muôn thiên y, trên đó có đức Phật ngồi xem bằng phóng hào quang sáng lớn. Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm nghĩ rằng thân Phật tốt đẹp riêng là yếm có thành từ sáng thân vi diệu thứ nhất. Bây giờ đứng Vân Lôi Âm Tu Vương Hoa Trí Phật bảo bốn chúng rằng, các người thấy vua Diệu Trang Nghiêm chấp tay đứng trước ta đó chăng? Vị vua này ở trong pháp ta làm tỳ kheo xuyên rồng tu tầm các món, chờ phần đạo pháp sẽ được làm phần nhiều. Ta la thù vương nữa tên đại quan kim tên đại cao vương, đứng ta la thù vương Phật
bằng thần công đức như thế. Vua Diệu Trang Nghiêm liền đem nướng giao cho em, rồi cùng phu nhân hai người con và các quyến thuộc ở trong phòng phán xuất gia tu hành đạo hạnh. Vua xuất gia rồi trong tám muôn bốn nghìn năm thường xuyên tinh tiến tu hành kinh diệu pháp Liên Hoa. Qua sau lúc đây được môn nhân thiết tình công đứng trang nghiêm tam mùi liền bay lên hư không cao bảy cây đa la mà bằng Phật rằng Thế Tôn hai người con của con đây đã làm phận trường dùng chân thần thông biến hóa xoay tâm tà của con làm cho con được an trụ trong Phật pháp được thay Thế Tôn hai người con này là tiên tri thức của con. Vì muốn pha khởi căn lành đời trước lời ấn cho con nên đến xin vào nhà con lúc đó đứng vâng lội âm tu vương hoa trí Phật bảo vua Diệu Trang Nghiêm rằng đúng thế như lời ông nói nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào trồng giống đành thời đời đời được gặp thiện trí thân vì thiện trí thức hay làm phòng sự chỉ dạy cho lợi ích vui mừng kiếm vào đà vô đường chính đàn chính nha đại vương nên biết vì thiện trí thức đó là nhân duyên lớn giáo hoa diệu giác làm cho được thấy phẩm quán tâm vô thường chính đàn chính giác đại vương ông thấy hai người con này chẳng hai người con này đã từng cung dường 65 trăm nghìn muôn ức na do tha hằng hà cha can đứng phần gần gũi cung kính nơi chỗ cán đứng phần thủ trì kinh pháp hoa thương tượng những chúng sinh tà kiến làm cho trụ trong chính kiến diệu trang nghiêm vương liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng Thế Tôn Như Lai rất ít có do công đứng trí tuệ nên dùng kế trên đỉnh sáng xuống trói rỡ mắng Phật dài rộng mà sắc xanh biết tương lòng trắng chẳng mày như ngọc ca huyền. Răng trắng băng và kiếp thường có ánh sáng môi trắng đỏ đẹp như trái tầng bà lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng trăm nghìn muôn ứng công đức thế rồi. Ở trước Như Lai một lòng chắp tay lại bành Phật rằng Thế Tôn chưa từng có vậy pháp của Như Lai đầy đủ trọn nên bất khả tư nghị công đức vi diệu dày răng chỗ tu hành an ổn rất hay. Con từ ngày nay chẳng còn lại từ theo tâm hành của mình chẳng sinh những lòng ác kiêu mạn dẫn hờn tà kiến vua theo lời đó rồi lấy Phật mà ra. Phật bảo đại chúng ý các ông nghĩ cao vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải người nào là nay chính là hoa đức Bồ Tát bà tịnh đức phu nhân nay chính là Quang Chiếu Trang Nghiêm. Đức Bồ Tát hiện đương ở trước Phật
phương và dừa thượng Bồ Tát này thành tựu các công đức lớn như thế đà ở chỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức ca đức Phật trồng ca gốc công đức thành tựu vân cả tư nghị những công đức lành nếu có người biết danh tự của hai vị Bồ Tát này thời tân cả trong đời hàng trời nhân dân cũng nên lễ lạy lúng Phật nói phẩm diệu can nghiêm vương bán dự này có tám muôn bốn nghìn người xa trong lũy rời cấu nhiệm ở trong kinh diệu pháp liên hoa phẩm phổ hiền Bồ Tát quyến phán thứ 28 lúc bây giờ ngài phổ hiền Bồ Tát dùng chứng thần thông từ tại quy đức danh văn cùng vô lượng vô biên băng cả chân chỗ chúng đại Bồ Tát từ phương đông mà đến các nước đi ngang qua đều rung động dưới hoa sen bao trọi vô lượng trăm nghìn muôn ứng ca thứ kỷ nhàn lại cùng vô số can đại chúng trời lòng giả xóa can thân bà tu la ca lâu la cẩn na la ma hầu la già dân phi nhân vân vân vây quanh đều hiện chứng uy đức thần thông nên gọi ta bà trong núi Kỳ Xa quần đầu bằng lạy đức Thích Ca Mâu Ni Phật đi quanh bên hữu bảy vòng bạch Phật rằng Thế Tôn con ở nơi nước của đức Bảo Quy đức Thượng Vương Phật xa nghe gọi ta bà này nói kinh pháp hoa nên cùng với vô lượng vô biên chúng Bồ Tát đang đến để nghe thủ cuối mong đừng Thế Tôn nên về chúng con nói đó nếu thiền nam tử thiền nữ nhân sau khi như là diện độ thế nào mà có thể được kinh pháp hoa này Phật báo cố hiền Bồ Tát rằng nếu thiền nam tử thiền nữ từ bốn phàm thời sau khi Như Lai diệm độ sẽ được kinh pháp hoa này một là được các đức Phật hộ niệm hai là trong các gốc công đức ba là vào trong chính định bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sinh thiền nam tử thiền nữ nhân thành từ bốn pháp như thế sau khi Như Lai diệm độ quyết được kinh này lúc đó ngài phổ hiền Bồ Tát bạch Phật rằng Thế Tôn 500 năm sau trong đời á trường nếu có người thụ trì kinh điển này con sẽ giữ gìn trừ các sự khổ hoạn làm cho được an ổn thiên công ai tiện lợi rình tìm làm hại hoặc ma hoặc con trai của ma hoặc con gái của ma hoặc dân ma hoặc người bị ma dựa hoặc già xóa hoặc lá xác hoặc cứ bàn tràn hoặc tỳ xá xa hoặc cán giá hoặc cú đơn na hoặc vi đà la vân vân những kẻ làm hai người đều chẳng tiện lời người đó hoặc đi hoặc đứng trong tụng kinh này bây giờ con cưỡi thượng vương trắng sau ngà cùng chúng đại Bồ Tát
đều đến chỗ người đó mà tự hiện thân ra để cúng dường thu hộ an ủi tâm người đó. Cũng để cúng dường kinh Pháp Hoa người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này bây giờ con lại khởi tưởng vương trắng hiện ra trước người đó. Người đó nếu ở trong kinh Pháp Hoa có quên mất một câu một bài kệ, con sẽ dạy đó chúng cùng đồng cùng làm cho thông thuộc. Bây giờ người thụ trì đồng tụng kinh Pháp Hoa được thấy thân con lòng rất vui mừng, lại càng tinh tiến do thấy thân con nên liền được tam muội và đà la ni tên là tiền đà la ni trăm nghìn muôn ứng tiền đà la ni pháp âm phương tiền đà la ni. Được những môn đà la ni như thế thế tôn nếu đời sau sau năm trăm năm trong đời ác trượt hàng thì khéo ni ưu bà tắc ưu bà di người cầu tìm người tu trì người đồng tụng người biên chép mà muốn tu tâm kinh Pháp Hoa này thời trong 21 ngày phải một lòng tính tiếng mãn 21 ngày rồi con sẽ cởi tường vương trắng sau ngà cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh. Dùng thân mà tất cả chúng sinh lừa thấy hiện nơi trước người đó để vì nói pháp chỉ dạy cho lợi ích vui mừng cũng lại cho chú Đà La Ni. Được chú Đà La Ni này thời không có phi nhân nào có thể phá hoại được cũng chẳng bị người nữ làm hoặc loạn con cũng đính thân thường hộ người đó cuối mong đừng thế tôn nghe con nói chú Đà La Ni này. Liền ở trước phần mà nói chú rằng A Đang Địa Đàng Đà Bà Địa Đàng Đà Bà Đế Đàng Đà Cứu Xa Lệ Đàng Đà Tu Đà Lệ Tu Đà Lệ Tu Đà La Bà Đệ Phật Đà Ba Chiên Nệ Tán Bà Đà La Ni A Bà Đà Ni Tán Bà Bà Cha Bà Đà Ni Tu La Bà Đà Ni Tăng Già Bà Lý Xoa Ni Tăng Già Niết Già Đà Ni A Tăng Kỳ Tăng Già Bà Già Địa Đế Lễ A Nọa Tăng Già Đâu Lường A La Đế Ba La Đế Tán Bà Tăng Già Địa Tán Ma Địa Già Lan Địa Tán Bà Đạt Ma Tu Ba Lời Sáng Đế Tán Bà Tán Đọa Lâu Đà Kiều Xa Lượng A Nâu Già Địa Tân A Tỳ Cán Lời Địa Đế Thế Tôn nếu có Bồ Tát nào được nghe chú Đà La Ni này phải biết đó là xứng thần thông của Phổ Hiền nếu kinh Pháp Hoa lưu hành trong Diêm Phù Đề. Có người thu trì thời nên nghĩ rằng đều là chứng oai thần của Phổ Hiền nếu có người thu trì đồng tụng ghi nhớ chân chính hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành. Phải biết người đó tu hành Phổ Hiền ở nơi vô lượng vô biên căn đứng Phật sau trong công lành được căn đứng như lại lấy tay xoa đầu nếu chỉ biết tiếc người này mệnh chung sẽ sinh lên trời đau lời. Bây giờ bốn muôn tám miền thiên nữ trôi căn kỵ nhạc mà đến trước đó người đó liền đòi mũ bảy bao ở trong hàng thể nữ vui chơi khoái là muốn là thủ trì đồng tụng ghi nhớ chân
diệu nghĩa thú kinh đúng như lời mà tu hành. Nếu có người nào thủ trì đồng tùng dạy nghĩa thú kinh, người đó kia mệnh chung được nghìn đứng phẩm trao tay kiên chẳng sợ thành chẳng đọa vào đường dữ. Liền lên cung trời đau xứng chỗ Di Lặc Bồ Tát mà xin vào trong hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ứng thiên nữ đứng. Di Lặc Bồ Tát có 32 tướng chúng đại Bồ Tát cùng nhau vây quanh. Có công đứng lại in như thế cho nên người trí phải một lòng từ chép ngoan bao người chép thu trì đồng cũng ghi nhớ chân chính đúng như lời tu hành. Thế con nay dùng sức thần thông giữ gìn kinh này sau khi như lại diệt độ làm cho rộng lưu bố trong diêm phù đề kiến chẳng dừng mất lung bây giờ đứng tính ca mâu ni phật khen rằng hay thay vô hiền à, ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho nhiều chúng sinh an vui lợi ích. Ông đã thành từ bất ca thứ thì không đứng lòng từ bi sâu lớn từ lâu xa đến nay phán tâm vô thường chính đẳng chính giác mà có thể thân hành nguyện thần thông đó để giữ gìn kinh này. Ta sẽ dùng chân thần thông giữ gìn người hay thù trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu có người thủ trì đồng tùng ghi nhớ chân chính tu tập biên chém kinh pháp hoa này phải biên người đó thời là thay đứng thích ca mâu ni phật như từ miền phẩm mà nghe kinh điển này phải biết người đó cúng dường cho thích ca mâu ni phật. Phải biết người đó đưa phần ngài khen lành tay phải biết người đó đưa Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu phải biết người đó đưa đứng Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y trầm cho người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời chẳng ưa kinh sánh biết chép của ngoài đạo cùng lại chẳng ưa gần gũi ngoài đạo và các kẻ ác hoặc là kẻ hàng thịt hoặc kẻ nuôi heo chê gà chó hoàng thờ săn hoàng kẻ buôn bán sắc gái người đó tâm ý ngay thật có lòng nghĩ nhớ chân chính có chức phung đứng người đó chẳng bị ba món đông làm não hại chúng chẳng bị tính ghen ghen ngã màng và mãn tăng thường mang làm não hại người đó yên muốn biên đủ có thể tu hạnh Phổ Hiền. Phổ Hiền sau khi như lai diện độ 500 năm sau nếu có người nào thấy người tu thì đọc tụng kinh pháp hoa phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng phá cam chúng ma thành vô thường chính đàn chính gia truyền pháp luân đánh pháp cổ tội pháp loa lưới pháp vụ sẽ ngồi trên pháp tòa chư tử trong đại chúng trời người Phổ Hiền. Nếu ở đời sau có người thủ trì đồng tùng kinh điển này người đó chẳng còn lại ham ưa y phục giường nằm những vật nuôi sống chỗ mong cầu chẳng luống cùng ở trong hiện đời đưa phúc bao đón. Nếu có người kinh chê đó rằng ông là người điên cuồng vậy luôn làm hành ấy trọn không được lời ích tôi báo như thế sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen người đó sẽ ở trong đời này đường quả báo hiện tại.
chẳng thật người này trong hiên đời mắng mình bành lại nếu kinh cười người trì kinh sẽ đời đời răng nếu thưa thiêu môi xấu mùi dẹp tay chân công quèo măng lẽ thân thể hội dơ ghẻ giữ mau mũi buồn thủng hơi ngắn vì các bình giữ cho nên phố hiện nếu thấy người thủ trì kinh điển này phải đứng dậy xa rước phải như kính phần lung phần nói phần phố hiện bồ tát khuyến phan này có hằng hà xa vô lượng vô biên bồ tát đường căn nghìn muôn ức môn thiền đà na ni tam thiên đại thiên thế giới vi trần số các đại bồ tát đủ đạo phố hiền lung phần nói kinh này phổ hiền vân vân các vị bồ tát xa lời phấn vân vân các vị thanh văn và hàng trời rộng nhân phi nhân vân vân tất cả đại chúng đều rất vui thù trì lời phật làm để mà đi kinh diệu pháp liên hoa quyển thứ bảy diệu âm hành cấm thành nước canh sao hoàng dương kinh này toàn nhờ công tống trì tà ma ngoài đào theo hơi gió lăng xa đào chân thường lưu thông muôn pháp đều biên dung nam mô pháp hoa hồi thượng phần bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phần bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phần bồ tát pháp hoa hài hồi đứng phần thân tuyến ba chú chín dụ nghĩa kính màu bảy cuốn gồm bao trùng hơn sáu muôn lời tướng tụng lời người trời nam mô pháp hoa hài hồi chư phật chư đại bồ tát chư hiền thánh tăng nam mô pháp hoa hài hồi chư phật chư đại bồ tát chư hiền thánh tăng nam mô pháp hoa hài hồi chư phật chư đại bồ tát chư hiền thánh tăng một câu nhiễm tâm thần đều dâm đánh bờ kia nghi trí đồng tu tâm hắn dùng làm thuyền bè tùy hỷ thấy cũng nghe thường làm chủ với bàn hoặc lấy hay là bỏ qua tai đều thành duyên hoặc vẫn cùng với mình chọn nhân đây được có nguyện ngày tôi giải thoát y báo cùng tranh bao thường tuyên kinh màu này một cõi đến một chân đều là vì lợi vật cuối mong càng đứng phần tâm nhờ hỗ trợ cho tân ca hàng bồ tát kiếm giúp chứng quy linh nơi nơi chưa nói kinh đều vì chúng khuyên tinh phàm chỗ có nói pháp đinh thân thơ cúng dường một câu cùng một kề tăng tiếng đạo bồ đề một trắng và một hương tròn không hề thôi chuyện trời a tu la già xoa thầy đến nghe pháp đó nên chi tâm ủng hộ phẩm pháp kiếm tường còn mỗi vị chiến tu lời phần dạy bao nhiêu người nghe đến chốn này hoàng trên đấng liên hoàng hư không thường với người đời chính lòng từ ngày đêm tư mình nương pháp ở nguyện can thế giới thường an ổn phúng tri vô biên lợi quần sinh bao nhiêu tội nghiệp thấy tiêu trừ xa lìa ca khổ về biên tình hằng dùng giới hương xoa vong sang thường trì định phụng để giúp thân hoa màu bồ đề cắm trang nghiêm tùy theo chỗ ở thường an là nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát ma ban nhã ba la mật đa tâm kinh quang từ tại bồ tát hành tâm ban nhã ba la mật đa thời chiêu kiếm ngũ uẩn giai công
độ những kẻ có anh xa lại tự xa bấm về không không bấm về sanh sanh tưng thể không không tưng thể sanh thù tương hành tưng về phong như thế xa lại tự thể chư pháp phong tướng bấm trên bấm về bấm có bất tịnh bấm tăng bấm giảm thể có không trung vô sanh vô thù tưởng hành tưng vô nhãn nhĩ tỷ thiền thân ý vô sáng thanh hương về xung pha vô nhãn giới này chỉ vô ý thân giới vô minh diệm vô minh tầng này chỉ vô lao tư diệm vô lao tư tầng vô khổ tầng diệm đạo vô trí diệm vô đăng dị vô sở đăng cố bồ đề tăng gọi mang nhã ma la bận ra cô tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hư phụng bổ viện ly điên đà mông thơm cựu cảnh niên bằng tam thế chư bằng ni bằng nhá ba la bằng đa cô đắng a đầu đa la tam điều tam bồ đề cố đi bằng nhá ba la bằng đa thì đại đẳng chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ những thế khổ chân thần bấm hô cô thiên mang nhà ba la mầm đa chú thân thuê chú viên yên đế ma la yên đế ma la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ma la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ma la tăng yên đế bồ đề tăng bà vạn đấng hồng danh kỳ sanh tịnh độ duy nguyện từ phụ a di đà phật ái lâm diêm thọ từ bi gia hộ a di đà phật thân kim sắc ngay tướng hảo quang minh bồ đẳng luân bành hào viên chuyển ngũ tu di a tam mông trần thánh tư đại hải quan trung hóa phẩm vô số ức na hóa bồ tát chúng diệu vô biên tư tâm ba nguyện độ chúng sanh cử pháp hàm linh đăng bí ngàn nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tín dân đạo sư a di đà phật nam mô 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 a di
mô A Di Đà Phật, Nam 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 mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, đệ tử chúng đắng hiện thị sanh tử phạm phu tội chướng tâm trọng luân hồi lục đạo khổ vấn khả ngôn, kim ngô tri thức đắng văn Di Đà danh hiệu bổn nguyện công đức những tâm sân niệm cầu nguyện vãng sanh nguyện phần từ bi bất xả, ai lần nhiễm thọ đệ tử chúng đẳng bất thức phần thân ai tướng hảo quang minh nguyện phần thì hiền linh đăng kiến cầm kiến quang âm thế chí chư Bồ Tát chung, vì thế giới chúng ma thanh tình trang nghiêm ma quang minh diệu tướng đẳng linh ngã liệu liệu đăng kiến A Di Đà Phật, ngã kiến trì niệm A Di Đà, tưng phan bồ đề quang đại nguyện nguyện ngã định huệ tập viên minh nguyện ngã công đứng giá
cộng chúng sinh thành Phật đạo. Vạn kinh sơ tạo chư ác nghiệp, giải do Bồ Thí tham sân si, tùng thân ngữ y chi sơ sanh. Nhưng thiên ngã kiếm gia sám hối, nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tăng trừ những thiên chư chướng ngài. Diện kiến ngã Phật A Di Đà, thân đắng vạn sanh từng làng sáng, ngã ký vạn sanh từng làng dị, hiển tiền thần tiểu thứ đại nguyện. Những thiết viên mãn tầng vô dư, lời làm những thế chúng sanh giới. Ngã phần chúng hồi ham thân tình, ngã thời ư thắng liên hoa sinh, thân độ như lai vô lượng quang, hiền tiền thọ ngã bồ đề ký. Mong ngã như lai thọ ký dị, hóa thân vô số ba khu chi, trí lực quảng đại biến tâm phương, vô lời những thiết chúng sanh giới, chúng sanh vô biên đề nguyện độ. Phiền não vô tâm thế nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thế nguyện học, mê phần đạo vô thường thế nguyện thành, nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng, cửu phẩm liên hoa vi phù màu. Hoa khai kiến phần mồ vô sanh, băng thôi bờ tán vi mang lỡ, nguyện dị tự công đứng trang nghiêm Phật tịnh độ, tưởng bao tử trọng ân, thế tam độ khổ nhược hữu kiến văn giả, tức pháp bồ đề tâm. Tần thử nhân báo thân, đồng sinh cưng là quốc. Tần thử nhân báo thân, đồng sinh an dưỡng quốc. A-di-đà Phật, thường lai hộ trì, linh ngã thiện căn, hiện tiền tăng tăng, bất tất tình nhân, lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm. Trì tinh phân minh, diện phụng Di Đà, giữ chư thánh chúng, thủ chấp hóa đài, tín dẫn ư ngã. Nhưng sáng quảng sanh tại phần tiền, phụ Bồ Tát đạo quan độ chúng sanh, đồng thành chúng sanh chúng tri, chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn. Nguyện tội chướng tấn tiêu diệt, nguyện thường căn nhật tăng trưởng, nguyện thân tâm hàm thanh tịnh, nguyện nhất tâm táo thành tường. Nguyện tam muội đăng hiện tiền, nguyện tình nhân tóc viên mãn, nguyện liên đại tự tiêu danh, nguyện kiến Phật ma đảnh ký, nguyện giữ trí mãn chung thời. Nguyện vãng sinh cần là quốc, nguyện viên mãn Bồ Tát đạo, nguyện quán độ chư chúng sinh. Chí tâm quy mạng đảnh lễ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới giáo chủ thọ quang khởi tướng vô lượng vô biên từ thể hoàng thâm tư tầm ba nguyện độ hàm linh đại từ đại bi tín dân đạo sư A Di Đà Như Lai biên pháp giới tam ma bảo tự quy phạm. Đưa nguyện chúng sanh thế giới đại đạo
tự quy